Xin kính chào quý vị và các bạn, lại là em đây, Thảo Audio Bình Dân. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Trần Thảo An Khang. Tiếp tục clip hôm nay thì em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi lo đến từ thương hiệu của Nhật Bản, đó là hiệu Ramsa. Đôi lo màu xám đang đứng trước màn hình chúng ta. Đôi lo này nó có model là WS85, WS A85 quý vị nha. Em xin nhắc lại model của lo WS A85, Panasonic sau này đổi tên thành Ramsa, và hai nó hợp tác cho nên là ở trên đó thì Panasonic và cái lưới nó có đóng chữ Ramsa nghe quý vị nha. Đôi lo màu xám rất đẹp ha, màu xám lông chuột rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Phía sau nó thì cũng có dập nổi chữ Ramsa ở ngoài sau luôn ha. Thì lo này thì 8 ohm và 160W, maximum là 160W nha. Và dòng lo này thì được sản xuất tại Nhật quý vị nha. Made in Japan nè. Và số series của nó gì ha? AH0493. Quý vị và các bạn để ý mình quay ngay cái số series, ngay cái tem, thì khi mà giao hàng thì mình giao đúng đồ cho quý vị và các bạn nha. Lỡ trường hợp có một số người ta thấy kênh mình nhỏ, ta sợ mình quay cái này mà mình giao cái kia, cho nên là anh em khi mà vào xem thì anh em xem cũng để ý cái phần đó chính xác. Đôi lo này hình thức của nó thì rất là kỳ vi ha, nó là một cái đáy dưới thì có nhỏ hơn và ở trên nó thì nó to hơn. Thì chút nữa để mình đo kích thước cho quý vị và các bạn xem trước. Nó làm mục đích gì chắc có lẽ là để nó quay cái mặt xuống, để mà lo này nó chủ yếu là nó treo cái gì ha. Tiếng thì chắc là rất là hay. Cấu tạo lo này thì cũng được một bát 20 và một cái chip còi, y ra như cái lòng dòng lo mà Ramsa WS80 á, nhưng mà con này 85 thì có thể là nó sẽ mạnh hơn. Thì bây giờ em sẽ đo kích thước cái lo cho quý vị và các bạn xem trước nha. Đo kích thước lo cho anh em xem ha. Lo này hình thức bãi về còn rất là đẹp, sáng sạch màu luôn. Đây là khi mà cái lo nó nằm thì cái bề dài của nó ngang này nè là được đo ngược cho quý vị 40 nha quý vị nha. Đây 40 ha. Đó. Rồi bề cao này nè. Đây là 25 ha. Cao này là 25 ha. Rồi hậu vô ở trên sâu này nè. Thì được 23. Đó. Còn ở dưới này thì được 20. Đó, vậy ha. Nó nói vậy đó, xéo xéo đó. Nhưng mà xéo phải để cái gì nó mới đúng chữ. Còn mình để cái đầu bự này xuống thì lại ngược chữ. Đó. Và mình nghĩ cái chỗ này thì chắc là để cái gì đặng người ta treo, cho nên là cái gì, chứ vấn đề lưới này chúng ta chỉ cần đổi lại cái thôi là được, nhưng mà đổi lại thì chúng ta để nằm cái gì vậy ha. Nếu mà đổi lại để nằm cái gì thì cái trạm này nó nằm ở dưới cái bàn thì rất là khó bắt, cho nên là mình nghĩ là lo này là chủ yếu là lo treo đó. Thì bây giờ thì mình sẽ quay xung quanh cho quý vị và các bạn xem chi tiết của nó. Đây, rồi mình sẽ mở lưới cho quý vị và các bạn xem cái mặt tiền của nó luôn, cái mặt lo đó quý vị ha, rất là đẹp ha, xung quanh rất là đẹp đó, không có bể gì hết nha, màu bạc rất là đẹp ha. Lưới thì lưới bằng kim loại, lưới sắt luôn ha, có chữ Ramsa trên lưới luôn đó. Một chiếc tới chiếc bên đây nha, đấy cũng vậy ha, mặt hông, mặt phía sau hay gì ha. Đó, cái này em đang để ngược nè, chữ Ramsa nó ngược nè, cho nên là cái nhỏ, cái chiều nhỏ ở trên nè. Đây mình có thể xây được về tại bởi vì mình có lót giấy. Đó là hình thức nó để nào gì ha. Đó, nếu mình để vậy thì mặt nó ngước lên nè. Khi mình để ngược xuống thì mặt lại úp xuống. Đó. Để gì cũng nhìn đẹp quá, nếu mà chúng ta đổi lưới và chúng ta để cọng dây bắt lòn vô trong. Dây bắt lòn này để xuống thì thấy nó cũng đẹp nữa vậy nè, như vậy nè, nhìn nó đẹp dữ dằn luôn nè. Để gì nhìn thấy hình thức của nó vậy nè. Đó. Rồi bây giờ thì em sẽ mở cái căng ra, mở lưới ra và mời quý vị và các bạn vào xem phần thao tác của em nó nha. Đây, khi mà để gì là nhìn gì cái gì đẹp ớn ăn luôn ha. Đó. Và đây thì em đã mở cái căng ra rồi. Để tiếp tục là em sẽ quay mặt tiền lo, tiếng lo cho quý vị và các bạn xem.
chi tiết tiếng loa ha. Thì trước khi vào xem, quý vị nào nếu mà đang xem, quý vị nhớ cho em xin một like trên clip vì ha. Like là cái tay đưa lên, cái ngón đưa lên dày trên cái màn phía dưới màn ảnh của chúng ta đó quý vị ha. Và quý vị và các bạn nào nếu mà đang xem kênh, quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị có thể cho em xin thêm một lượt đăng ký vì nha. Quý vị đăng ký kênh để ủng hộ kênh Trần Thảo An Khang thì em xin cảm ơn. Và quý vị đăng ký kênh thì quý vị sẽ được cập nhật cũng như là theo dõi thường xuyên những clip mà mình up lên hàng ngày nhé quý vị. Thì bây giờ em xin phép tiến lại gần để quay chi tiết cũng như là đo đường kính của lo cho quý vị và các bạn xem. Đây là một chiếc từ trên nhìn xuống ha, nó đẹp tuyệt vời đấy, màn bát đẹp lung linh luôn quý vị. Đơn thì găng vải xếp tẩm dầu còn rất là mềm nhũng, im lắm ha. Đó, đây chép cầu dạng như không cầu giống như tay voi ha. Đó, rất là đẹp. Ở đây thiết kế thêm được một cái bóng đèn nữa quý vị ha, rất là đỉnh luôn. Một chiếc quý vị ha. Bây giờ em sẽ quay sang chiếc bên đây cho quý vị xem. Đấy, cũng đẹp y như bên kia. Đồ thì zin tuyệt vời luôn, zin tuyệt đối luôn, tất cả keo chỉ còn in thân, ốc chưa mở luôn. Và hôm nay thì sau khi quay cái này xong, mình cũng sẽ tiến hành mở để cho các bạn xem cũ của nó luôn, khám phá nội thất của nó cho quý vị xem luôn nha. Còi tay voi rất đẹp. Đây thì em sẽ đo cái đường kính của lo cho anh em xem để biết. Đấy, thì lo này là bát nó được 2 tấc nha anh em nha. Ha. À, anh em ta gọi là bát 2 tấc nè. 2 tấc. Cái miệng còi tay voi thì rất là đẹp ha. Bề ngang thì nó cũng được gần 12 quý vị nha. Và cao thì 10. Đấy. Và có hai lỗ thông hơi. Cấu hình nó thì cũng hơi giống như cấu hình của cái lò Ramsar 280 nè quý vị. À, nhưng mà con đó không có bóng đèn, bên đây nó thêm được cái bóng đèn ha. Con đó thì màu đen hoặc là màu trắng, con này thì màu xám. Kích thước thùng thì cũng tương đối thôi. Nhưng mà con kia thì những dạng nó làm nó cơ bắp nó u nặng, gai góc nhiều hơn. Con này thì có vẻ thư sinh. Đẹp, thư sinh, trắng, nõn luôn. Rồi thì bây giờ thì em sẽ mở nội thất cho quý vị xem luôn nha. Quý vị nhớ cho em xin like nghe quý vị nha. Tiếp tục là phần khám phá nội thất của lo Ramsar WSA85. Mời quý vị và các bạn hướng mắt vào màn hình tiếp tục nghe quý vị nha. Đây thì em đã chủ động mở hết 4 con ốc của từng chiếc lo đó ra, và bây giờ quay cho quý vị và các bạn xem. Đây nè quý vị ha, ốc thì nó dạng găng hết quý vị ha, semi găng. Và con ốc lưới cũng vậy luôn, cũng dạng semi găng chứ không có dạng trực tiếp vào gỗ, vào nhựa, cho nên là đồ nó thiết kế rất là êm. Mình suy nghĩ là ở cái dàn ốc này không nó gần đủ tiền lo cái gì ha. Đó, và mình nhìn thấy trong từng cái găng nó hình như là nó xi mạ vàng gì hết vậy ha, cho nên là những con ốc nó không bao giờ bị xét cái gì ha. Đó, nhìn thấy trong đó nó vàng vàng trong lỗ ốc là cái gì. Đó, giống như là nó xi nó mạ vàng thì những cái con lỗ bù lon trong đó, lỗ ốc trong đó, để cho con bù lon nó gọi nó đâm vô không có bị xét. Đó, bây giờ thì mình sẽ lấy ra cho vì và các bạn xem cụ lo ra. Đây, cụ lo rất đẹp quý vị ha, màu vàng ống ánh 7 màu, vàng 7 màu mới đúng là đồ xịn của Nhật quý vị ha, Nhật xịn của nó vậy. Đây, vàng ống ánh 7 màu Ramsar EAS20B L247E là hàng trên mình mới vừa đọc vì ha. 8 ohm Chaben 162C là cái gì luôn, trừ cộng. Đó, đường kính của bát thì cũng tương đương như là củ Lobo thôi quý vị, cũng không có lớn gì đâu. Đó, bề ngang này chỉ khoảng là đây đi, thì khoảng là 9 phần vì ha, đo luôn cái tính cái 500 đó nha, chứ không phải là cái vàng vàng trên nha. 90, 9 tắc, 9 phần, nói lộn nha. Màn lo thì đẹp tuyệt vời từ trong ra ngoài luôn. Đây, nhìn được cổ con nhện của ta này, còn này. Đó, đẹp sạch, đẹp sẽ luôn ha. Đây, hai gâu của người ta. Đó, bao xin chăm chăm, nhìn nội thất không đủ tiền cái gì. Đây này, quay cho vị xem phân tầng của nó luôn nha. Đó, phân tầng của nó thì rất là hoành tráng ha. Hai cái cuộn gồm
một hai con tụ nhỏ rồi mấy tụ giống như viên kẹo, rồi điện trở sứ thì đầu 6 con, 5 con to trà bá với 1 con thì to vừa vừa đó. Con này nói chung thì để mình rút cái này ra mình sôi cho đi kỹ một tí nha. Về nha, cho bác xem khám phá đó thì nó vậy, quá bự luôn cái gì ha. Trong thì gỗ trùng trùng lóc lóc 2 lóc 2 và cái con chép thì nó có trong kia hết thế đường luôn cái gì ơi. Đó cái củ chép đó quý vị thấy không, nó không dây điện cắm vô đó, củ chép cũng rất là to ha. Ở đây mình không có tháo được, bởi vì mình tháo ra thì cái đây là cái mặt này nè quý vị, nguyên cái mặt đen này mình muốn lấy cái chép thì mình phải tháo ốc nè, tháo ốc, tháo ba ốc này ha, rồi mình giật lên. Đây là cái dấu zin trốn của nó còn ha, thì mình test lo còn hoạt động thì mình bao zin bao cái này cho quý vị và các bạn luôn nha. Đó là một chiếc, quay qua bên đây để cái bát này lại gần cho quý vị và các bạn xem, cho chúng ta xem cho tôi biết là đúng hai cái bát của nó ha. Cái nãy mình quay rồi nè, tiếp tục cái đây là mình quay mình đọc cho quý vị nghe luôn rồi nha. EAH20BL247E đó, quay lên dài sọc luôn vậy, y gan bên đây luôn nè. Rồi thì cũng 8 ôm thì chỉ chơi ben 162C trừ cộng gan vậy ha, màu cũng sexy 7 màu đẹp tuyệt vời luôn, sườn cũng vậy luôn, ở trong sạch sẽ nè, con nhện không có keo lem luốc, không có dán lại, không có làm lại gì hết nghe gì nha. Bao xin tuyệt đối cho anh em chơi ha, bởi vì nhiều khi có một đôi lo nhỏ xíu giá chỉ tầm là 4 triệu thôi, hơn 4 triệu thôi, nhưng mà mình quay rất là chi tiết cặn kẽ. Thì cũng có một số anh em nói mình có một đôi lo mà làm gì dữ, quay gì cặn kẽ, làm gì thiết ghê này kia nọ đâu, mấy người đó mình không biết nói sao luôn quý vị. Bởi vì đồ thì anh em bỏ tiền ra mua đồ thì anh em lúc nào cũng muốn là đồ là mình mua chính xác từng món đồ đó, lỡ có gì thì cũng mất công tới lui, anh em mình mất lòng không được gì, cho nên là mình quay chi tiết để khi mà anh em chúng ta có xem được, anh em đúng là anh em cần mua thì anh em rất là cần chi tiết, còn có anh em anh hùng bằng phím thì thua hết nữa ha. Trở lại với cái lo này thì bên đây phân tầng của nó thì cũng y như bên kia thôi, gì cũng trùng trùng lấp lấp, mình thấy phân tầng thôi mà thấy đủ tiền xứng đáng chơi cặp này, xứng đáng đồng tiền bạc gạo đi ha, chép thì trong đó đó ha. Rồi tình hình là nó vậy, bây giờ thì đồ thì mình bao xin và đẹp cho anh em chơi nè, đây nè y vậy luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ ghép vô mình test nó và sau đó là mình báo giá giao lưu cho anh em nha. Đây tiếp tục mời quý vị và các bạn vào xem em test cái đôi ram xa này nha, ram xa A85 đó, thì hình thức để nếu mà để ngay thì nó gục mặt xuống làm gì ha, đó chúng ta treo lên sát tường thì nó ấp xuống, đôi này treo để trên phát xuống ha. Đó bây giờ thì nguồn nhạc thì phát từ điện thoại qua Bluetooth và xuống con đi Yamaha CA700 ngay nha, sẵn có đi đây thì mượn đi kết nối với luôn, quan trọng là để biết chúng ta biết chắc âm là lo nó còn hoạt động thôi gì ha. Thì đây mình chỉ phát một đôi xanh này cái gì nha, bây giờ mình có một cặp dây mà mình có một cặp dây một mình lo dưới không có phát này, lo trên nè đó ha. Thì dưới là cặp lo ram xa A80 thì full thùng shop, thì bữa mình có quay clip rồi thì đôi đó mình cũng đã giao lưu rồi, sẵn đây một chút nữa mình ghim dây mình test để mình gửi cho anh khách luôn. Rồi bây giờ thì mình mời quý vị và các bạn vào nghe nha. Là nhạc thì nó đang chạy, Bluetooth đang chạy, giờ mình chỉ tăng volume của âm ly lên là mình nghe tiếng thôi quý vị ha. Nè quá tính quá vậy, quýnh lo mới bắt mạnh như vậy. Rồi thì báo với vị và các bạn
lo nguyên sinh hoạt động rất tốt ha. Đôi này hỗ trợ lời ca karaoke gia đình bao hay tuyệt vời luôn, tiếng cực kỳ sáng và mạnh luôn đó. Rồi về phần giao lưu đôi lo này thì em xin giao lưu đến quý vị và các bạn chúng ta. Để cho quý vị và các bạn chúng ta giao lưu là 3.900.000 luôn quý vị ơi. 3.900.000 cho đôi ram xa. Còn đây là đắp ếch à 85 nha quý vị nha. Đó. Rồi là màu xám nha quý vị nha. Đắp ếch A85 thương hiệu ram xa đến từ Nhật Bản. Giá giao lưu shop Trần Thảo Khang xin giao lưu đến quý vị và các bạn chúng ta với giá là 3.900.000. 3.900.000 quý vị nha. Hàng bãi nguyên zin. 3.900.000 chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Giá rẻ hơn thị trường cũng như là rẻ hơn anh em ta cũng vài trăm k cho quý vị và các bạn chơi. Đó. Rồi đến đây thì em xin tạm dừng clip quý vị nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.